mình đến từ công ty tư vấn du học Inspiro. Trong quá trình công tác tư vấn du học thì Inspiro nhận được câu hỏi nhiều nhất, đó là có được đi làm thêm hay không. Dù bạn du học ở Anh, Úc, Mỹ, Canada hay bất kỳ một quốc gia châu Âu nào thì các bạn đều có chung một mối quan tâm như vậy. Việc làm thêm thì có thể giúp bạn là tích lũy kinh nghiệm cũng như là chi trả thêm một phần chi phí sinh hoạt. Và nhưng mà tuy nhiên thì các bạn phải biết cân bằng thời gian giữa việc học và việc làm thêm thì mới không gây ảnh hưởng đến kết quả học tập tại trường. Vậy ngày hôm nay hãy trong video clip này hãy cùng mình tìm hiểu một số quy định của chính phủ Hà Lan về việc cho du học sinh làm thêm cũng như là một số công việc mà các bạn nên làm khi du học tại Hà Lan. Thứ nhất đó là những quy định của chính phủ Hà Lan đối với việc làm thêm của du học sinh quốc tế. Đầu tiên đó là chính phủ Hà Lan quy định là sinh viên quốc tế được làm thêm trong vòng 10 tiếng một tuần trong năm học và làm toàn thời gian đối với kỳ nghỉ lễ. Lưu ý là nếu như bạn làm toàn thời gian trong kỳ nghỉ lễ thì cũng không thể đủ khả năng chi trả cho sinh hoạt phí của hàng tháng đâu, bởi vì mức lương mà các bạn nhận được chỉ rơi vào khoảng tầm từ 8 cho đến 10 euro trên một giờ. Lưu ý là các bạn không được phép làm quá số giờ vì hệ thống pháp luật ở đây rất nghiêm minh. Nếu như bị phát hiện thì bạn có thể bị tước visa và bị buộc thôi học và quay về nước. Thứ hai đó là giấy phép lao động. Giấy phép này bắt buộc bạn phải có khi muốn làm thêm tại Hà Lan, và người xin giấy phép này cho bạn chính là người thuê bạn. Nếu như không có giấy phép này thì cả bạn và người thuê bạn đều đang làm trái pháp luật. Thứ ba đó là về phần bảo hiểm y tế. Ngoài giấy phép lao động thì bạn cần phải có bảo hiểm y tế để tránh bị phạt, và bảo hiểm y tế này sẽ giúp bạn là có thể bảo vệ quyền lợi của bạn khi bạn gặp vấn đề về sức khỏe, cũng như là một cách để chính phủ Hà Lan có thể kiểm soát được việc làm thêm của du học sinh quốc tế. Cuối cùng đó chính là chỉ số dịch vụ Purger Service Number, viết tắt là PSN. Khi mà bạn đăng ký tại địa phương mà mình sinh sống thì bạn sẽ tự động được cấp cái mã số này, là mã số PSN. Và khi mà bạn đi xin việc làm thêm thì các doanh nghiệp, các nhà tuyển dụng cũng như là công ty bảo hiểm sẽ cần biết đến cái mã số này của bạn. Phần thứ hai đó là về những giấy tờ mà bạn nên chuẩn bị để xin việc làm thêm tại quốc gia Hà Lan. Thứ nhất đó là giấy chứng nhận bạn đang là sinh viên của một trường đại học. Thứ hai đó là PR hay còn gọi là Resident Permit. Giấy này bạn sẽ được cấp sau khi 2 tháng nhập học tại trường. Thứ ba đó là số tài khoản của bạn, của ngân hàng tại Hà Lan của bạn. Thứ tư đó là số hộ chiếu. Thứ năm đó là Sofit Number, tức là được cung cấp bởi Cục Thuế Thu Nhập. Và bạn sẽ được hoàn trả thuế thu nhập vào một lần vào tháng 4 và tháng 5. Lưu ý là khi đi làm thêm thì bạn phải giữ những giấy tờ liên quan đến thuế thu nhập. Và cuối cùng trong phần này đó chính là bạn phải có health insurance, tức là bảo hiểm sức khỏe, thì mới đảm bảo được sức khỏe của bạn tốt. Phần thứ ba mình muốn đề cập đến đó chính là các công việc làm thêm mà du học sinh Việt Nam hầu hết làm tại Hà Lan. Khi đi làm thêm thì bạn chỉ muốn là có thể tích lũy kiến thức cũng như là kiếm thêm một chút thu nhập, cho nên là không thể đòi hỏi các công việc quá cao siêu. Hầu hết các bạn sinh viên Việt Nam tại đây thì thường làm các công việc dọn vệ sinh trong các tòa nhà hay các văn phòng, hoặc các bạn có thể làm phục vụ trong các nhà hàng, các quán club hoặc là phụ bếp. Ngoài ra bạn còn có thể phục vụ hay hỗ trợ các bác nông dân trong những nông trại như là hái cây hoặc là vắt sữa bò. Nếu như bạn muốn làm thu ngân tại một số doanh nghiệp tại Hà Lan, bắt buộc bạn phải biết tiếng Hà Lan. Trên đây là một số thông tin liên quan đến việc làm thêm tại Hà Lan. Và nếu như bạn muốn biết rõ hơn về quy trình làm hồ sơ cũng như là thông tin về các trường thì các bạn có thể liên hệ với công ty tư vấn du học Inspiro tại tòa nhà Nam Việt, số 9 Phan Kế Bính, phường Đa Cao, quận 1, hoặc thông qua email info@inspiroedu.com. Xin cảm ơn và xin chào.